trong đêm nhịp tim gì đang nhớ anh, suy tư lờ đãng cô đơn về lòng buồn ngơ ngác, mưa rơi lác đác kỳ thiên chỉ càng bất an, đành lùi đi xa muốn ngang xe dày là trời, trước cực thì thôi không cần anh quan tâm đến em, mây cao trời xanh đang mờ dần khi mưa phủ quanh, vì anh em buông lý trí anh vì ai buông em nữa thì em sai trong ngồi thế thay đổi rồi mà ai phải nữ nhi đôi khi những bé thêm bao lần nhưng mắt anh chỉ một lần chuông bước vào ta dù cho tìm được tất cả nhưng thiếu vắng hơn mỗi anh là một chán bao nhiêu phong ba vỡ đâu cả dù này tay em say lời hứa theo gió bay bay đến đâu trên mình núi hay dưới biển sâu phải tìm bằng được để cãi giữa số dâu đã đã bài chỉ có anh là lý do để em đôi mắt long lanh như là một cầu xin cơ như anh cũng phải đầu đôi lát sơ mi
trai, hai đứa yêu nhau giữa đường mai. Em ơi ok đừng thấy luôn, nắm chặt tay em còn nói buồn. Đừng chỉ đi qua hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em chẳng nghe sao đâu, anh cứ nhắn tin mới bao đầu. Gặp mặt lần đầu em chả lâu, họ TikToker vai đỡ lâu.
sớm đêm chỉ để ta phải xa cách rồi thường đi theo người cho ta phần duyên đôi lứa đôi này lời hẹn từ cũng xưa giờ đây cũng sẽ khó mất vừa mơ ước bên nhau đành thôi người trao người sau đó cũng được dọn mùi hương trên màu mặt
bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lâu lắm khi lại cần một vé vé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Thời gian đã không ngừng buông và làm anh tắt em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã bảo để đánh sang vào nhanh. Một thời anh ta niềm yêu đâu còn. Không biết nghe rồi anh yêu anh chúc em vui bên người.
Bye.
mày flex là mày bay khi tao trẻ măng. Chuyên gia tư vấn gái ngoại thương là trên Tinder. Nếu em thích sợi chim, anh cho em làm sợi chim mở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.